Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Test Pin của Diễn đàn Kinh tế và mình là Minh Trí ND. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái điện thoại có cái viên pin lớn nhất trong phân khúc. Đó chính là Galaxy M30S với cái viên pin lên đến 6000 mAh. Và đây cũng là cái chiếc điện thoại sở hữu cái thời gian sử dụng pin lâu nhất mà mình từng có dịp được trải nghiệm. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em xem là mình đã làm cái gì để test pin cái chiếc máy này. Một số cái lưu ý trong quá trình test đó chính là các cái thông số mình đều để ở mặc định Android gốc, không root, không gì cả. Và cái âm lượng xuyên suốt trong cái quá trình test là luôn để 50%. Đặc biệt là cái độ sáng màn hình, mình sẽ sử dụng một cái thiết bị đo chuyên dụng để set nó ở mức 200 nits. Tại sao lại là 200 nits? Thì trước đây cái quy trình test pin cũ của Tinh Tế là vốn từ năm 2014. Nghĩa là lúc bây giờ mình sử dụng cái độ sáng màn hình 50%. Nhưng mà nhận được rất là nhiều phản hồi của anh em, đó là anh em nói là 50% trên cái máy này nó sẽ không giống với 50% của cái máy khác. Chính vì vậy cho nên mình đã quyết định chuyển sang cái việc thiết lập độ sáng màn hình ở cái mức 200 nits. Nó sắp xỉ thôi chứ nó không được chính xác lắm. Nhưng về cơ bản nó cũng sẽ mang đến một cái sự công bằng nhất định khi mà chúng ta so sánh cái thời gian sử dụng pin giữa các máy với nhau. Một số cái ứng dụng mà mình sử dụng trong cái quá trình test pin của máy có thể kể đến như là cái trình duyệt mặc định, rồi YouTube, Liên Quân Mobile, Gmail, Facebook Messenger, Netflix và một cái tựa game offline nhẹ nhàng thôi. Quy trình test pin của mình á, nó sẽ diễn ra là mình sẽ thực hiện lần lượt các cái tác vụ là lướt web, lướt Facebook, chơi Liên Quân Mobile, chơi game offline, rồi quay video và xem Netflix và thực hiện lần lượt lặp đi lặp lại các cái tác vụ này cho đến khi nào mà nó hết pin thì thôi. Và mỗi cái tác vụ như vậy mình sẽ thực hiện trong vòng 30 phút. Và cái việc test pin này sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó chính là những cái tác vụ online sẽ được tiến hành dựa trên cái kết nối wifi, trong khi là cái giai đoạn thứ hai thì mình sẽ tiến hành lại một cái bài test y chang vậy, nhưng mà những cái tác vụ mà yêu cầu kết nối mạng á thì mình sẽ kết nối nó với cái sim 4G. Ngoài ra thì cái điều kiện môi trường cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cái việc sử dụng pin. Cho nên để mang đến cái kết quả khách quan nhất thì cái môi trường của mình test là từ 100% cho đến 50% thì mình sẽ test ở cái văn phòng nhiệt độ máy lạnh dao động từ khoảng là 24-25 độ, trong khi là từ 50% về 0% thì mình sẽ mang nó ra ngoài trời để sử dụng. Với những cái thiết lập bên trên á thì cái kết quả cuối cùng cho ra đó là cái thời gian on screen trung bình giữa hai lần mà mình thực hiện wifi rồi 4G là 11 tiếng 7 phút. Từ những cái kết quả mà mình thu được á thì nhận thấy là những cái tác vụ mà nó hao pin nhiều nhất đó chính là cái việc mà quay video và chơi game. Đặc biệt là khi mà mình sử dụng cái mạng 4G á thì cái pin nó cũng hao hụt nhiều hơn. Như ở lần đầu thì mình sử dụng cái kết nối wifi thì cái thời gian on screen của máy từ lúc 100% tới khi mà cạn xuống còn 0% là lên tới 13 tiếng. Trong khi ở cái lần thứ hai mà mình thực hiện bằng kết nối 4G thì cái thời gian on screen này chỉ xuống còn 9 tiếng 13 phút thôi. Tuy nhiên cái con số 9 tiếng 13 phút này nó vẫn rất là cao khi chúng ta nói về cái thời gian on screen của một cái thiết bị di động. Theo như một cái nghiên cứu từng được thực hiện bởi các anh chuyên gia đến từ Rescue Time, đó chính là một cái ứng dụng để giám sát thời gian sử dụng điện thoại của anh em, nó dành cho cả hai cái nền tảng là Android và iOS, thì cái thời gian trung bình mà mỗi người chúng ta sử dụng để dành cho cái smartphone á là 3 tiếng 15 phút mỗi ngày. Và với cái thời gian off screen lên đến 11 tiếng 7 phút mà mình đã test ra trên cái chiếc máy Galaxy M30S này thì mình có thể tự tin khẳng định với anh em là khi mà sạc đầy cái viên pin của cái chiếc điện thoại này thì anh em có thể sử dụng nó trong vòng hơn 2 ngày mà không cần phải sạc pin. Ngoài ra thì với cái viên pin lớn cho nên là cái thời gian standby đó, chính nghĩa là cái thời gian mà anh em tắt màn hình để điện thoại vào trong túi, nó cũng rất là lâu. Nghĩa là theo mình đánh giá đó thì khi mà anh em không có làm gì với cái máy, để điện thoại đó rồi để nhận thông báo này thôi á, thì đâu đó khoảng 3 tiếng thì nó mới hao hụt 1% pin. Nói về pin thì không thể nhắc tới cái thời gian sạc. Và mặc dù được trang bị cái viên pin có cái dung lượng lên đến 6000 mAh, tuy nhiên Samsung họ đã rất là ưu ái người dùng khi trang bị cho nó công nghệ sạc nhanh lên đến 15W. Và thật sự cái công nghệ này nó đã mang đến cái trải nghiệm cực kỳ là nhanh. Theo như cái thử nghiệm thực tế của mình á, thì khi mà sử dụng cái cục sạc tặng kèm bên trong hộp á, thì cái thời gian để sạc từ 0% lên đến 50% là khoảng 1 tiếng 20 phút và tốn hết 2 tiếng 30 phút để sạc đầy cái viên pin của máy. Đây thực sự là một cái con số rất là ấn tượng. 5 phút dành cho quảng cáo thì Galaxy M30S dự kiến sẽ bán độc quyền trên Tiki với cái mức giá là 6.990.000 vào ngày 8 tháng 11 tới đây, và anh em nào có nhu cầu thì lên Tiki để mua.
Rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em biết về cái thời gian sử dụng pin của cái chiếc Samsung Galaxy M30S. Nếu anh em thấy video hay thì nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí ND đến từ diễn đàn tinh tế.vn.